chúng ta một cái là mail và một cái là activation. Trong này thì các bạn sẽ lên các bạn tải về, còn thầy đã tải trong cái sụt, trong cái sụt của mình Java 3 thư viện. Rồi một cái là Java X, một cái là Activation. Như vậy sẽ chuyển cho các bạn ở đây luôn. Nếu như mà bạn nào chưa tải thì thử coi mình lên mình tự tải thử được hay không. Nếu không được thì đã lấy file thầy gửi nha, mình sẽ tự search tự tải thử coi đó. Còn nếu mà không được thì lúc đó mình đã lấy file rồi. Một cái nữa là trong phần này thì nó sẽ có cái gửi từ đâu, reply là cung cấp địa chỉ email người nhận phản hồi để mình gửi lại, danh sách địa chỉ email người cùng nhận CC và BCC, chú ý cái chỗ này giúp thầy, subject nội dung và ngày gửi, ngày gửi. Và nó còn nhiều phương thức khác thì lúc này các bạn sẽ dựa vào cái lớp này nè, My Message, để bạn xem thử là trong cái lớp này nó có bao nhiêu phương thức, bao nhiêu thuộc tính public để mình có thể mình sử dụng nó. Hoặc là các bạn lên search cái document của cái lớp này thì người ta sẽ nói rõ hết tất cả những cái gì liên quan. Để mà gửi nhận được mail thì chuẩn bị phần cấu hình là cái property, tí nữa chúng ta sẽ khai báo. Rồi cái nữa là cung cấp cái phương thức Azure là kiểm chứng ha, kiểm chứng. Rồi tạo một cái session để gửi mail. Khi mà tạo được session rồi, cho phép gửi mail rồi thì chúng ta dùng cái My Message để gửi đi. Và nó có biến transport để thực hiện cái việc truyền thông tin trên mạng. Đó là chúng ta sẽ chuẩn bị qua các bước như thế này. Và code của chúng ta nhìn là nhiều thứ nhưng không không có quá phức tạp. Trong phần này thì người ta đang sử dụng một số cái, ví dụ như là người ta để sẵn từ đâu, mail là gì, gửi đến đâu, nội dung là gì, tiêu đề là gì, nội dung là gì, và người ta sẽ tạo session. Đó, tạo ra cái session. Nếu như mà session này đã thực hiện được thì chúng ta sẽ thực hiện gửi mail, thực hiện gửi mail thông qua cái session đó. Đó là một cách để chúng ta gửi gửi mail. Và chúng ta có thể viết một cái code mà nó thông qua các cái bước hồi nãy chúng ta nói. Ở đây là chuẩn bị một cái property. Như vậy cái property này nó giống như là một cái cấu trúc dạng map. Các bạn còn nhớ lại cái cấu trúc dạng map bên Java 2. Nó có key và có value. Map set đó. Rồi. Như vậy thì ở đây khi mà người ta set property thì nó có cái mail.htmlb.hot. Thì sử dụng cái HTTP nào? Thì chúng ta đang sử dụng Gmail thì nó là HTTP Gmail. Và cái port mà chúng ta đang dùng với cái port gửi là 465. Và ở chỗ này cái mail của chúng ta được stack rồi, có đồng bộ không, có kiểm chứng không, vân vân. Như vậy chúng ta đưa các cái thuộc tính của cái phần gửi mail vào cái biến là config được tạo từ cái lớp property. Cái property này chúng ta cũng có thể sử dụng vô nhiều mục đích khác chứ không chỉ riêng gửi mail. Config set property. Đó, set lại những cái thông tin chúng ta thiết lập. Rồi ở phía dưới này cho phép đồng bộ kiểm chứng Azure. Như vậy xuống đây nó sẽ kiểm chứng username và password.
đưa username vô, đưa password vô. Và hiện nay Gmail chỉ cho phép chúng ta gửi mail thông qua một cái bát mà chúng ta sẽ tạo riêng cho việc gửi nhận mail, chứ không sử dụng cái bát của Gmail. Đó, chúng ta không sử dụng cái bát của Gmail. Như vậy ở chỗ này thì nó tạo ra một cái token, và cái token đó tồn tại thì việc gửi mail tồn tại. Còn nếu như admin, tức là cái người chủ của cái mail đó, vô xóa cái token đó đi, thì cái việc gửi mail của cái ứng dụng đó vô hiệu. Nhưng mà với ứng dụng khác, dùng token khác thì vẫn gửi bình thường. Cũng là một email duy nhất. Ha, như vậy thì tí nữa chúng ta sẽ vô để chúng ta tạo cái token đó. Và mỗi cái token nó có một cái gửi khác nhau. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta, sau khi mà chúng ta cấu hình xong, thì ở phía sau các bạn sẽ có một cái phần send mail. Đây, send mail. Như vậy chúng ta đã tạo được session ở bên trên rồi nè. Ở bên trên, cái đoạn này lại giống như phần trước. Chúng ta đã tạo được cái session xong rồi. Nếu như mình có được session rồi, thì xuống đây, từ đâu đến đâu, subject là gì, body là gì. Nếu như mà mình đã có hết tất cả những thông tin đó, có hết thông tin đó, thì mình sẽ dùng một cái message để mình gửi cái add, tức là cái session này, mình gửi đi. Và xuống đây chúng ta sẽ set nè. Với cái message mà chúng ta gửi đi đó, thì chúng ta set from, từ cái biến from, set ha, cái chỗ này tu đi đâu nè, tu đi đâu, set cái chủ đề là gì nè, set test là body, và bắt đầu mình dùng cái biến transport, cái lớp transport để mình dùng cái phương thức là send, mình gửi dữ liệu đi. Nếu như gửi thành công thì nó đi thẳng xuống phía dưới và nó báo là gửi mail thành công. Còn nếu gửi không được thì nó đi xuống phía dưới, ha, nó in ra cái lỗi cho chúng ta. Và chương trình nếu mà chạy xong thì nó sẽ báo là gửi thành công. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ demo cái phần gửi mail. Trước khi demo phần gửi mail thì chúng ta sẽ xác thực, lấy cái badge xác thực đó ở đâu, lấy cái token xác thực đó ở chỗ nào. Như vậy trước tiên là các bạn muốn gửi mail bằng mail nào thì các bạn phải đăng nhập cái mail đó vào được cái hộp thư của các bạn, ha, đăng nhập vào được. Rồi các bạn vào quản lý tài khoản của Google, được chưa? Vô đến đây, các bạn chọn bảo mật. Ở phía dưới này, các bạn chọn xác thực bảo mật hai lớp, hai bước, xác minh hai bước. Sau khi bạn check được cái xác minh hai bước, các bạn xuống dưới, các bạn sẽ là mật khẩu ứng dụng. Nó có phần mật khẩu ứng dụng. Như vậy trong phần mật khẩu ứng dụng này, mặc dù bạn đã login vào Gmail rồi, nhưng mà nó đảm bảo một lần nữa bạn là chủ sở hữu cái mail này, thì nó yêu cầu các bạn gõ lại đi password một lần nữa. Rồi, sau khi mà chúng ta đã gõ xác thực xong thì lúc nãy thầy đã tạo hai cái token để gửi mail rồi. Bây giờ những ứng dụng trước đây, nếu như mà thầy sử dụng các token này và nó vẫn còn tồn tại thì những ứng dụng đó vẫn gửi được. Còn nếu trong trường hợp mà thầy xóa đi thì những ứng dụng mà thầy đã viết trước đây không có khả năng gửi mail nữa. Bây giờ mình sẽ tạo lại. Ví dụ trong này mình tạo để làm gì? Tạo để làm gì thì trong này nó có một số mục đích. Ví dụ tạo cái này để gửi thư, hay tạo cái này để điều khiển cái lịch, hay tạo cái này để điều khiển danh bạ, hay tạo cái này để làm một cái channel trực tiếp YouTube chẳng hạn. Thì tùy. Bây giờ mình tạo là gửi thư.
thiết bị mà cái token này thao tác được cho phép, thì chúng ta chọn là máy tính dùng Windows và chúng ta tạo ra. Như vậy thì ở chỗ này các bạn cần phải có một cái vị trí để các bạn lưu lại cái code này, bởi vì nó sẽ xuất hiện một lần này duy nhất. Khi mà các bạn đóng rồi là các bạn không tìm lại ha. Các bạn copy lại, các bạn sẽ gửi thầy, ví dụ mình gửi vô đây, đây mình gửi vô đây. Thì sau khi mà chúng ta gửi xong, chúng ta bấm xong, bây giờ mình vô đây lại, chỉ có xóa thôi, không còn gì khác hết, được chưa? Như vậy mình đã lấy được cái password để mà sử dụng cho cái ứng dụng Gmail của chúng ta. Rồi, sau, hả? Sao? Cái tên hả? À, mình chỗ này, nếu như mà các bạn chọn ứng dụng nè, chọn thiết bị nè, rồi xong vậy thôi, nó đâu có cho mình đặt đâu. Rồi như vậy mình cố gắng nhớ thôi, ngày tạo giờ tạo, ví dụ như mình có tạo nhiều thì mình phải nhớ cái ngày tạo giờ tạo đó, để mình biết cái đó là của ứng dụng nào, mình ghi chú vô. Rồi bây giờ bên ứng dụng của chúng ta, các bạn sẽ sử dụng cái Sendmail. Thì thầy đã để luôn cái phần test cho nó nhanh, không? Tại vì password này nó cũng phức tạp, cho nên thay vì chúng ta gõ password thì chúng ta để sẵn cái pass đó vô đây luôn. Để sẵn vô đây. Từ người gửi thì bây giờ chúng ta để vậy, nhưng mà tí nữa vô chúng ta có thể gõ lại, tùy. Người nhận cũng vậy, tùy làm biến mà. Cho nên là các bạn để luôn. Thì chỗ này trong cái thư viện của project, các bạn cần phải gửi vào đây một cái JavaX và một cái Activation. Có hai thư viện này, được chưa? Sử dụng cả hai thư viện. Và phần import của mình thì trong này, nếu như các bạn đã import JavaMail thì những cái phần khác các bạn có thể không import. JavaMail chấm sao, được chưa? Đó. Nhưng nếu mà các bạn import từng thư viện cụ thể thì nó sẽ chạy nhanh hơn, thay vì import sao là nó import hết tất cả những gì liên quan đến mail, đôi khi chúng ta chưa cần nó cũng import vô luôn, được chưa? Như vậy khi mà các bạn đi làm thực tế thì các bạn import cụ thể một cái package nào đó, chứ đừng nên import sao, ứng dụng của mình nó chạy rất là chậm. Rồi bây giờ trong phần này thì chúng ta có giao diện, thứ nhất là chúng ta lấy được from user to subject nội dung và bấm nút send. Khi các bạn bấm nút send ở dưới này, my message rồi mail chấm sao, rồi nó có thêm một cái gói con nữa nè, nó không thấy được cái gói con, hai cái gói con. Như vậy nếu như mà bạn muốn sử dụng gói con thì ở trong này bạn sẽ dùng chấm sao chấm phẩy đó. Như vậy tại vì nó có gói con cho nên ở phía dưới này nó lỗi. Rồi bây giờ mình import thêm gói con vô là nó hết, được chưa? Đó là import tất tần tật mọi thứ, chấm sao. Rồi trong phần này thì chúng ta sẽ khai báo ở phía trên này là cho phép sử dụng cập nhật hay không, và cái port chúng ta đổi là 587
Rồi, ok. Vô đây chúng ta get test. Bây giờ mình sẽ debug thử coi nè. Rồi. TQBình. Hello. Buổi chiều vui vẻ. Ok. Send. Khi chúng ta send, chúng ta net. Ở phần này chúng ta đang khai báo thì nó sẽ net qua rất là dễ dàng. Trừ khi nào mà các bạn sử dụng đến cái lệnh mà send dữ liệu đi á thì nó mới có lỗi hay không có lỗi. Còn bây giờ chúng ta mới có khai báo thôi. Đó. Đây. Ở chỗ này nè. Message của chúng ta. Nó mà nó đã qua được cái bước này rồi. Tạo được cái my message thông qua cái session này thì ok. Còn nếu như mà các bạn bị lỗi là thường lỗi ngay cái bước ở dòng số 224. Net. Net. Substrate. Rồi, đây là một cái mà có thể bị lỗi nữa là trên box send cái message đó đi. Rồi, hên. Xin được. Được chưa? Và chúng ta sẽ bấm chạy luôn. Nó báo là đã send được rồi. Bây giờ mình sẽ vô cái mail của mình để mình check lại. Hello, buổi chiều vui vẻ. Đã send được mail. Bây giờ nếu mà mình send qua mail khác thì sao? Send qua mail khác thì sao? Chỗ này, ví dụ mình send qua bình tq7a+fpt.edu.vn gì đây, rồi bình tq7f đúng chưa? Rồi, ok, bấm nút send và lúc này tất nhiên là nó đang chạy về debug và mình bấm nút play luôn ha, continue F5 luôn. Bởi vì hồi nãy mình test được rồi. Net. Rồi chạy luôn. Đợi tí. Rồi xong. Chúng ta vô chúng ta sẽ kiểm tra mail. Đây, buổi chiều vui vẻ. Xem xong. Đơn giản không? Rồi, như vậy thì trong cái bài lab 8 nó sẽ có thêm một phần mở rộng nữa. Thay vì chỉ có to thì các bạn có CC và BCC. Thay vì gửi cho một email thì bạn gửi được cho nhiều email. Thay vì gửi nội dung bình thường thì các bạn gửi thêm attach file. Mở rộng thêm. Được chưa nào? Nếu như bình thường làm cơ bản thì chúng ta làm đến đây là xong. Phần kia sẽ ưu tiên cho các bạn mở rộng. CC BCC, gửi cho tu CC BCC nhiều mail. Rồi. Phải đính kèm thì tắt file. Được không nào? Ok. Như vậy là mình xong slide 8. Dễ không?